Công chúa, nay mẹ nói con biết nhá, mẹ đi ra ngoài mẹ không mang theo con đi được đâu. Hả? Con đừng có khóc. Nói tí là khóc rồi. Khóc cũng không có tác dụng đâu nhá. Bây giờ là thời điểm nào rồi, bây giờ mà đi ra ngoài mà không đeo khẩu trang là bị bắt đấy. Con xem con có đi được không? Ừ. Hả? Con vào nhà con lấy khẩu trang cho mẹ làm gì ấy? Cái này là của người đeo không phải cậu đeo đâu. Con nhìn mẹ cũng không có tác dụng đâu. Ngoan, ở nhà nghe lời nhá. Con xin là, ôi xin cũng không được đâu, cũng không đi được đâu, ngoan ở nhà nhá, nghe lời mẹ ở nhà nghe chưa. Ui, giận giận ui giời, giận. Ôi, thôi 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 được rồi, quay đây, quay đây rồi, thôi đừng giận đâu, quay đây rồi. Ơi ơi, đây đây khẩu trang của con đây, rồi để mẹ đeo cho con này. Ừ ơi, ui đeo vào cũng đẹp lắm nhỉ. Rồi con ngồi lại, biết mở không, mở ra mẹ coi. Ừ đúng rồi, mở ra. Giỏi quá.